Lái xe máy tông thẳng đầu ô tô, vợ và con nhỏ ngồi sau bị hất văng xa hàng mét mới đây. Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông giữa xe máy và ô tô khiến hai mẹ con người phụ nữ bị hất văng xuống đường đầy kinh hoàng, khiến dân tình không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera hành trình của chính chiếc xe ô tô trong vụ va chạm. Chiếc ô tô này đang di chuyển trên đoạn đường cong, khi chuẩn bị cua phải thì bất ngờ đối mặt với một chiếc xe máy phóng ngược chiều. Có thể thấy chiếc xe máy này đã lấn làn, đi tốc độ cao, đồng thời những người ngồi trên xe còn không đội mũ bảo hiểm. Sau cú va chạm trực diện vào đầu ô tô, chiếc xe máy theo đà dốc ngược về phía trước khiến cho người đàn ông cầm lái ngã xuống đường. Đáng chú ý, người phụ nữ định theo cháu bé ngồi sau, được cho là vợ và con, đã bị hất tung lên trời rồi ngã xuống đường, văng xa hàng mét. Đến cuối clip vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe những người gặp nạn. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhận được rất nhiều tương tác từ cộng đồng mạng. Tất cả đều quá bàng hoàng trước tình huống nguy hiểm, xót xa và lo lắng cho hai mẹ con cũng như chính người đàn ông đã cầm lái chiếc xe gắn máy đâm trực diện với ô tô. Đoạn clip cũng chính là bài học cảnh tỉnh cho tất cả những ai lưu thông bằng xe máy phải luôn tuân thủ đúng luật giao thông, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân và gia đình. Một số bình luận từ cộng đồng mạng: đường đèo gấp khúc thế này mà anh xe máy đi ẩu quá. Mong là tất cả đều không sao. Xe máy phóng sợ thật đấy, đi đứng kiểu này không chỉ mình, vợ con mà những người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Hiện đoạn clip trên vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.